chào mừng tất cả các bạn cũng bận theo cái văn hóa của cơ quan văn phòng đã có mặt trong cái buổi offline và tham quan nhà máy Vinfast ngày hôm nay, cũng rất là vinh dự và cũng như chia sẻ từ bạn Việt Anh cũng như là của anh đại diện cho giám đốc Sử Sơn đúng không ạ? Này, thì cũng rất là vinh dự cho cơ quan đã có cái dịp mà tham quan trải nghiệm ở đây. Thì như trong cái quá trình vừa trên xe ô tô em cũng chia sẻ đấy, đây là một cái dịp mà chúng ta có thể tham quan trải nghiệm và có thể là biết nhiều hơn là VinFast thực sự là xuất một cái chiếc xe ô tô như thế nào, và cũng là tự hào là VinFast lại là trên quê hương của Hải Phòng của chúng ta. Em nghĩ rằng là đây là một doanh nghiệp mà đóng góp rất nhiều cho thành phố chúng ta, và hơn ai hết thì mình cũng là một công dân của thành phố và cũng mong muốn cho VinFast phát triển không những ở Việt Nam mà còn trên nhiều quốc gia khác nữa. Thì có như vậy thì em chỉ có nhớ một thông tin chia sẻ thôi, là đối với Kaco đang đặt ở trên địa bàn Quảng Nam ấy, thì họ đóng góp cho ngân sách Quảng Nam khoảng tầm từ 70-80% ngân sách của tỉnh Quảng Nam, và em cũng hy vọng là VinFast sẽ luôn luôn trở thành một cái doanh nghiệp mà có đóng góp cho ngân sách thành phố luôn luôn là vai trò top 1. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Linh Thanh, cảm ơn các anh chị trích trận Hương Giang đã và toàn thể các anh chị ô tô Phan Hải Phòng hôm nay đã đến thăm cái tổ hợp sản xuất xe điện hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Thì ngay sau đây em xin phép được kính mời đoàn thì sẽ ra xe, thì chúng em sẽ đưa đoàn đi tham quan bằng xe buýt điện cũng tự sản xuất của bên em. Thì cái phân xưởng đầu tiên chúng ta đến là phân xưởng rộng, nó cách đây khoảng tầm gần 3 km. Các anh chị thấy là cái quy mô nhà máy nó rất là rộng luôn đúng không ạ? Các anh chị sẽ đi ở trên đấy mất khoảng 10 phút là các anh chị sẽ đến phân xưởng đầu tiên là phân xưởng rộng. Thì các anh chị sẽ chứng kiến được từ cái tấm cuộn thép tròn mà anh chị nhìn thấy, ví dụ là chở ngoài đường tròn thì cắt ra này, sau đó được dập thành chi tiết của xe như thế nào. Các anh chị trực tiếp chứng kiến máy dập của Đức và máy dập của Tây Ban Nha hiện đại nhất hàng đầu thế giới luôn. Sau đó là từ phân xưởng dập, các anh chị sẽ tiếp tục tham quan phân xưởng hàn. Thì từ các chi tiết mà dập xong đấy thì sẽ được đưa ra robot. Thì chúng em có 1200 robot của thụy sĩ hàn đấy. Sau đó là chúng ta sẽ đi tham quan phân xưởng thứ ba là phân xưởng hoàn thiện lắp ráp. Cuối cùng thì toàn bộ thì sẽ là xe đưa đón của nhà máy. Thì sau đây em xin kính mời các anh chị đoàn mình ra xe, thì xe đã đỗ ngay sảnh đấy.